bạn đã quay trở lại với kênh Tôi Muốn Khám Phá. Các bạn thân mến, ông bà ta đã có câu cái răng cái tóc là góc con người. Ý muốn nói rằng cái răng cái tóc là những thứ rất quan trọng, quyết định phần nhiều đến ngoại hình của chúng ta. Một mái tóc suôn mượt bóng khỏe giúp chúng ta trở nên thanh lịch hơn. Một mái tóc với màu sắc sặc sỡ giúp chúng ta trẻ trung cá tính hơn. Và đặc biệt, một mái tóc kỳ lạ bá đạo sẽ khiến chúng ta nổi bật giữa đám đông. Thế nhưng không phải ai cũng có đủ dũng cảm để thử những mái tóc đó. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng mình đi tìm hiểu những mái tóc kỳ lạ và bá đạo nhất hành tinh nhé! Kiểu tóc HKT. Có ai từng nhún nhảy theo những bài hát cực hot của HKT không nhỉ? Nếu ai còn nhớ giai điệu này, chắc đã có con lớn hoặc là già cả neo đơn như top 1 chúng mình. Chưa cần nhắc đến âm nhạc của nhóm, mái tóc của họ đã đủ ấn tượng và làm nên cả huyền thoại, một trào lưu tóc mà nay chẳng ai muốn nhìn lại. Tóc để dài vừa phải, sau đó với đôi bàn tay điệu nghệ kèm theo một chai bình xịt, vuốt nó thẳng lên, hai chỏm thì cụp qua tay. Sao lại cứ thấy giống tóc của nhân vật? Mái tóc ối rồi ôi này đã làm mưa làm gió trong giới thanh niên. Bao người đã góp phần tuổi thơ dữ dội với bộ tóc này đây. Mùa đông chắc đầu sẽ ấm áp lắm vì phủ hẳn lớp chân dày như đệm. À nhầm, mái tóc dày như này cơ mà. Phải nói là đây chính là mái tóc huyền thoại nhất của Việt Nam chúng ta. Có ai từng để mái tóc này không? Mạnh dạn điểm danh ngay dưới phần bình luận nhé. Những bộ tóc rời ơi đất hỡi. Ai còn nhớ không khí sôi động những ngày mà U23 chúng ta thăng hoa tại giải U23 châu Á năm nào không nhỉ? Làm sao mà quên được cơ chứ, đúng không? Bao giờ mới được sống lại cảm giác tự hào và hạnh phúc đó đây? Ngoài cảm giác ra thì chắc chắn những mái tóc độc đáo của các cổ động viên thời đó không thể lu mờ trong tâm trí của chúng ta được rồi. Đây ắt hẳn là fan cuồng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngoài độ dũng cảm khi hy sinh mái tóc cho nghệ thuật thì top 1 chúng mình thật sự ngưỡng mộ tay nghề cao của vị cắt tóc lành nghề nào đó khi có thể vẽ được cả gương mặt người giống như thế này. Dường như vào thời điểm đó, cắt tóc có mặt của huấn luyện viên tài ba người Hàn đã trở thành trào lưu được đấng mày râu vô cùng ưa chuộng thì phải. Theo như chia sẻ của anh chàng này thì để có bộ tóc độc đáo và chất như nước cất, anh đã phải ngồi tới 3 tiếng đồng hồ. Đúng là hy sinh vì nghệ thuật, ngồi đến chai cả mông, ê cả lưng luôn. Nhưng đó lại chưa là gì so với những bộ tóc rời ơi đất hỡi. Các bạn xem xong chắc chắn không thể hiểu nổi vì sao hay nguồn cơn nào, động lực nào để họ có thể nghĩ ra và diện bộ tóc như vậy. Chị gái này thiệt là vui tính, chắc chị đang mô phỏng chiếc máy bay hay là chú chuồn chuồn gì đó. Nói chung thì nhìn quả đầu của chị xong, em hơi bị tiền đình. Tết được một bộ tóc như này chắc hết năm. Mà Tết xong thì chắc cũng phải giữ vài tháng chơi cho lâu, chứ tháo ra thì cũng đứt hơi. Còn đây là tóc gì? Có thật không nhỉ? Quả tóc này mà gặp mưa bão cũng không sợ vì mặt sẽ không bị ướt. Top 1 chỉ lo cái cổ của anh ấy, tóc nặng quá lại trẹo cả cổ. Chưa kể, có vẻ như mái tóc này đẹp lên một phần nhờ vào thần thái ngôi sao của chủ. Rất ra dáng hot boy đấy nhé. Chơi như này thì ai chơi cho nổi? Đây là quả cà chua hay là dâu tây? Làm ngay quả đầu này diện Tết thì không ai là không nhìn bạn. Nói chung, tóc không sặc sỡ, đời không nể. Nhìn qua còn tưởng vị huynh đài này đội mũ, hóa ra là mái tóc xù mì tự nhiên. Chắc đông này anh không lạnh, đi đường gió có lùa thì tay vẫn ấm. Chỉ lo mùa hè tới, với quả đầu này chắc anh sẽ phát sốt thôi. Không chỉ chủ nhân nghĩ ra được cái đầu này, mà top 1 chúng mình cũng xin quỳ sát đất với anh thợ cắt tóc vì quá khéo tay để tạo được gương mặt y như thật trên đầu thế này. Đảm bảo thầy cô cũng phải khóc thét. 100 điểm cho sự sáng tạo. Người ta hay nói như này, sống như trái dứa, bên trong thơm mà đầu lại đội vừng miệng. Thế nhưng anh chàng này quyết định đưa cả quả dứa lên mái tóc luôn cho nó chất. Thực sự thì top 1 chúng mình thích quả đầu này đấy. Chỉ sợ làm xong bố mẹ lại cho ra đường ngủ mất thôi. Đố các bạn biết, mái tóc này mô phỏng cái gì? Top 1 chúng mình nghĩ là những trái cà rốt cũng nên. Có chú thỏ nào qua đây thì coi như mái tóc của chị tan thành mây khói. Còn đây thì sao? Có ai cảm thán với mái tóc này không? Không cần biết anh mất bao nhiêu thời gian trồng trọt và chăm nom bộ tóc này. Chỉ cần nhìn vòng cổ vàng siêu to của anh thì em cũng biết anh có mái tóc rất đẹp trai. Anh xứng đáng có 10 người yêu với mái tóc này. Nếu như các bạn cảm thấy những mái tóc vừa rồi không phù hợp với mình thì có thể tham khảo thêm những mẫu này. Đảm bảo ai gặp bạn cũng phải nhớ mãi không quên vì quá chi là ấn tượng đến nỗi ám ảnh. Những kiểu tóc bá đạo thì đâu có phân biệt giới tính hay tuổi tác. Dù anh rất men nhưng anh thích áo hồng và buộc tóc nơ đấy. Có được không? Còn cô gái này chắc cũng rất mê đàn nên đã bê cả quả đàn lên đầu cho an tâm. Người hai mặt là có thật các bạn ạ. Đi đêm mà gặp hình ảnh này chắc em cũng khóc hết nước mắt. Còn đây có phải hội bạn của Son Goku không nhỉ? À
ai có anh em họ hàng gì thì ra nhận ngay còn kịp nhé. Còn chị ấy chắc lấy cảm hứng từ những cái mạng nhện hay tấm thảm của nhà bà. Có ai thấy hai chỏm tóc của anh ấy giống như cánh cửa ô tô khi mở không nhỉ? Còn đây, đích thị là fan của người nhện. Với mái tóc phồng không thể nào phồng hơn được nữa, anh ấy nổi bần nhất hành tinh. Không biết anh ấy phải dùng bao nhiêu keo xịt để tạo được hình như thế này. Phải chăng đây là Ngưu Ma Vương phiên bản Mỹ ư? Nhìn cao thôi đừng hỏi, tự nhiên anh có cặp sừng đẹp mê ly. Thánh cuồng Facebook thì nên diện mái tóc này để chơi tên nào. Còn trường hợp này thì top 1 chúng mình xin bó chân bó tay, câm nín, không biết nên nói thêm gì nữa. Bê đủ loại lên đầu rồi, giờ có lẽ là nơi dành cho những ai yêu động vật. Ai mê thiên nhiên thì có thể tham khảo mấy kiểu tóc này nhé. Quá chi là sặc sỡ, đâu ai đủ can đảm thử quả tóc chất phát ngất này. Phải nói là nghệ thuật đỉnh cao là đây. Thiết kế được mái tóc đã khó, giờ để giữ cho nó được lâu còn khó hơn. Có điều top 1 chúng mình thắc mắc là không biết bê cả một rừng động vật như thế này lên đầu có nặng không? Với lại mặc quần áo kiểu gì? Chắc là không thể chui đầu vào quần áo được rồi. Còn đây là quả tóc mà top 1 chúng mình đề nghị người nhện nên thử ngay trong mùa phim mới cho nó đồng bộ. Chất đừng hỏi bố cháu là ai luôn. Có ai thích những chú chó không nhỉ? Mê quá thì làm ngay quả tóc xù mì này nhé. Nhưng đề nghị ai làm tóc này thì không nên đi chơi tối, vì bạn có thể sẽ khiến nhiều người bị sốc tim đấy. Ai khó tính quá chưa chọn được kiểu nào thì tham khảo nhanh thêm mấy kiểu này nhé. Nhất là có em bé nào muốn chơi trội thì nên thử ngay. Top 1 xin được đặt tên cho mái tóc này đó là Dương Đông Kích Tây. Không hiểu những cậu bé này khi lớn lên sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn lại bức ảnh này nhỉ? Không biết cậu ấy có đủ bình tĩnh và tự tin không nữa, hay là giấu nhẹm đi quá khứ huy hoàng này? Phải chăng cảm hứng của mái tóc này từ những tấm rèm cửa? Nhìn cái mặt của chính chủ cũng đến chán, kiểu nhìn chán đời. Mày có thấy tóc của tao đẹp không? Hay mày thấy tao có quan tâm không? Còn đây chính là gương mặt học sinh, nhưng mái tóc phụ huynh. Có ai thấy mỏi miệng hay là sái quai hàm vì những bộ tóc bá đạo này không? Thực sự, càng ngày càng thấy sức sáng tạo vô biên vô bờ bến vượt cả tầm vũ trụ của loài người. Sau này có khi còn có 7749 kiểu đầu khó đỡ hơn nữa. Có ai còn biết kiểu nào thì nhanh nhanh chia sẻ cho anh em cùng biết nhé. Những bộ râu quái đản. Râu tóc là hay đi cùng với nhau các bạn ạ. Tìm hiểu tóc xong rồi, giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng những bộ râu của các ông, các anh trên thế giới. Bộ râu không chỉ thể hiện vẻ nam tính của phái mạnh mà còn mang tính thời trang và giúp quý ông trở nên hấp dẫn hơn trong mắt một nửa thế giới còn lại. Bởi thế mà các chàng nghệ sĩ này đã biến tấu bộ râu trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Anh nào chưa có người yêu thì tham khảo những bộ râu này ngay nhé. Biết đâu đổi phong thủy râu lại có đến 10 người yêu thì sao? Giáng sinh này chúng ta sẽ đỡ một khoản tiền không hề nhỏ khi không cần mua cây thông Noel nữa, vì bộ râu đã được hô biến thành như thế này. Đây chính là chú Bạch Tuộc, nhìn chú mà tôi cũng hết hồn. Mang bộ râu này đi tán gái, chắc các chị cũng bỏ của chạy lấy người. Bạn hậu đậu đến nỗi hay làm rơi bát đũa thì yên tâm, dùng râu làm bát như này là ổn rồi. Công nhận, râu lắm tác dụng thật, chỉ có điều nó không thể đựng nổi nước mà thôi. Tự nhiên nghĩ bộ râu này mà đựng mắm tôm ăn bún đậu thì ôi thôi luôn, khắm không ngửi nổi chứ chẳng đùa. Và đây, râu cũng có thể uốn nắn thành những con chữ nhé. Đến là phục anh chàng này. Dịp Tết tới, các bạn nam khỏi cần sắm nơ cài áo, nuôi râu dài một chút rồi bện thành hình nơ như này là chất đừng hỏi. Hay khi râu vuốt keo các thứ, nhìn có mê không nào? Nói chung để nuôi được bộ râu dài để làm đủ cho con bò cũng là vấn đề nan giải. Các anh chắc phải chăm chỉ nuôi 6 tháng mới có được bộ râu dài như mái tóc này mất. Xin giới thiệu với các bạn bộ râu hình xoắn ốc để thôi miên người yêu. Vâng, tiền rất quan trọng, để khắc ghi điều đó thì khắc lên râu luôn cho nó chất. Và chiêu cuối cùng vô cùng hiệu quả, biến râu thành trái tim để tỏ tình với crush trong dịp ngày lễ tình nhân sắp tới. Top 1 chúng mình đảm bảo hiệu quả cao đấy. Ai thử áp dụng xem sao nhé, có gì báo lại cho anh em cùng biết nha. Các bạn thân mến, lượn lờ một dạo thế giới, các bạn đã sắm cho mình được mái tóc hay là bộ râu ấn tượng nào chưa nhỉ? Tết này không cần đau đầu nghĩ nên làm tóc kiểu gì cho nổi bật rồi nhé. Cứ thử một trong hàng tá mái tóc mà top 1 chúng mình đã giới thiệu trong video ngày hôm nay, kiểu gì gia đình, bạn bè hàng xóm phải nể bạn xa đất. Top 1 chúng mình nói trêu vậy thôi, để những quả đầu đó xong mà các bạn có lãnh hậu quả gì thì top 1 chúng mình xin vô tội. Trong những mái tóc kỳ lạ và quái đản nhất hành tinh, các bạn ấn tượng nhất với mái tóc nào? Hãy để lại comment cho mọi người cùng biết nhé. Và nếu như cảm thấy video clip này thú vị hay ho thì nhớ để lại một nút like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!